Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình nhá. Và mình là kênh Đeo Gaming TV đây. Rồi thì nay lại tiếp tục làm clip dành tặng cho các bạn một cái uh, mã cup mã coupon của Play Together mới nữa cho cho các, cho các bạn nhá. Thì uh, đầu clip mình uh, uh, xin các bạn là uh, cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe kênh, lượt đăng ký kênh nhé Để cho kênh mình sớm đã đạt 3000 lượt uh, người đăng ký nhá. Nếu mà kênh mình đạt được 3.000 người đăng ký thì mình sẽ tăng cái mức tặng quà lên hàng ngày cho các bạn nhé. Rồi thì để mình qua cái uh, video ngày hôm qua nhé. Thì đây đây là video ngày hôm qua này. Hôm qua mình có làm một là video mình tặng cho các bạn một cái mã code và tặng quà cánh cho các bạn ấy. Thì nay mình lại tiếp tục uh, như mọi hôm thôi. Sẽ chọn cho một bạn may mắn nhất và mình tặng cho bạn ấy một uh, đôi cánh nha Rồi thì đây. Ở clip ngày hôm qua thì mình đã đạt được 170 người lượt like và <laughs> 212 lượt bình luận rồi Mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhé Rồi thì tất cả là 200 lượt bình luận thì mình đã chọn ra được tổng đó là 120 người thì, mươi người mình viết lên cái vòng quay này cho nhá tổng là 120 người đây thì mình sẽ À, lướt từ từ cho các bạn xem nhé à, xem có có thiếu ai không Nếu mà thiếu á, là không phải là do mình không thêm vào đâu mà là, là do các bạn à, lúc mình làm video á thì các bạn chưa 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 chat vào chưa bình luận ấy xong mình làm video mình thêm hết vào đây rồi mình làm xong video rồi các bạn với chat thì không được thêm vào đây đâu rồi mình sẽ lướt từ từ nhé từ từ cho các bạn xem này mình edit video mình phóng to lên nhá các bạn chỉ việc uh, uh, bình luận cái tên của các bạn uh, tên game ấy xuống dưới phần uh, bình luận của cái video này là mình sẽ thêm vào cái vòng quay này nhá và mình uh, sẽ uh, cho quay chọn ra một người may mắn nhất rồi mình sẽ tặng cho người may mắn nhất một đôi cánh nhá cứ như mọi ngày thôi Ngày nào cũng dư ngày nào thôi nhờ Cứ như thế này nhá Các bạn nhớ đăng ký kênh với like ủng hộ mình nhá Ở Đạt được 3.000 người đăng ký thì đương nhiên là mình sẽ tăng cái mức quà lên nhá Ở Đạt được 3.000 người đăng ký càng sớm thì mình càng vui Mình sẽ cố gắng là tăng cái mức tặng quà hàng ngày lên cho tất cả các bạn nhá Để mỗi khi các bạn xem video á Nó sẽ không lãng phí thời gian Rồi thì đây mình đã lướt đến cuối trang rồi là 120 người nhá rồi các bạn có thể, nếu mà không uh, thấy thì uh, xem lại nhá. Tua lại xem lại một lần nữa cho nó chuẩn nhá, không để bảo là mình không viết tên của các các bạn vào đây. Rồi thì giờ thì mình sẽ quay cái vòng quay nhá. Quay uh, luôn để cho đỡ tốn thời gian này. Rồi vòng quay đã bắt đầu rồi. Xem ai là à quên này, Vòng này không tính nhá. Mình quên là mình chưa xáo trộn tất cả ở trong này đi. Quên mất. Vòng này không tính nhá, vòng này không tính nhá. Sorry bạn cậu cả nhưng mà mình quay lại mình sẽ cháo trộn ở trong cái chỗ này có cháo trâu trộn này mình sẽ trộn đi ba lần cho nó bị lộn xộn hết đi này lấy lộn xộn hết thứ tự quay nó với công, bằng chứ Sorry bạn cậu cả gì gì lúc nãy rồi giờ với là quay thật này các bạn ơi Úi rồi Ngọc Long 4 này rồi nhá bạn Ngọc Long 4 là người may mắn này mình sẽ copy cái tên này lại copy lại và mình vào game mình dán vô thử xem nhá rồi mình vào game này mình sẽ vào cái mục là bạn bè đi không biết thanh niên nào đứng phá mình đứng trước mặt mình đang quay clip rồi mình sẽ dán cái tên thế vào nhá tìm thử xem có đúng không ta đúng rồi nhá Ngọc Long 4 này hình như ở đây hình như là cái cả hay sao ý nhỉ ấn vô thử xem nào, giống mình ghi giống ạc lon lắm, ngọc long thì ngọc long bốn nữa thì chắc là bốn cái ạc liền. rồi thì không cho uh, lòng Hoàng gì nữa. thì đây mình sẽ tặng quà cho bạn ngọc long này nhé. mình sẽ ấn vào cái mục thư này, mục quà tặng để mình ra cái mục kia để xem bạn ấy lấy cái quà gì đó nhé. Lấy ra mục à, đây xem bạn ấy lấy cái quà gì nhỉ? Ngọc Long số bao nhiêu ta Kết quả Ngọc Long Số 33 à, à ok Số 33 ở dưới đây Tầm đâu dưới đây này Mình xem là bạn ấy lấy cái cánh gì nhá chứ không uh, đi tặng lung tung là nay mình bỏ rất là nhiều thời gian là mình thêm số số thứ tự vào đấy để lên lúc mình tìm ở trên này cho nó dễ này. Đây các bạn ơi, tìm thấy rồi. Trời ơi cái tên. Đây nhá, Ngọc Long này, bạn ấy uh, tặng em cánh thiên thần đi nick game mà ok, tặng cánh thiên thần nhá các bạn ơi. ở mình qua quay lại game mình tặng cho bạn ấy cái cánh thiên thần nhé. Đây, cánh thiên thần đây mình sẽ nhắn là uh, em là người may mắn nhất này ở à, YouTube đó YouTube KDL Gaming TV Ok, Youtuber KDL Gaming TV tặng quà em người may mắn nhất Ok nhá, gửi nhá Mình sẽ gửi cho bạn ấy cái cánh uh, thiên thần nha. Rồi đây, gửi thành công rồi nhá các bạn ơi à, Hiện là đã gửi thơ rồi này Rồi tiếp theo là tiếp tục với cái clip của mình Thì đương nhiên là mình sẽ tặng cho tất cả các bạn một cái mã code nhá Mã code Pro luôn này thì mình sẽ vào mục uh, nhập uh, coupon của Play Together uh, của Android nhé. Còn các bạn nào mà dùng iPhone thì ấn xuống cái đường link bên dưới phần mô tả của mình. Có một đường link uh, uh, nhập mã code mình để bên dưới phần mô tả nhé. Đây. Rồi giờ thì mình sẽ nhập là mã code của mình là cái gì nhỉ? Đây mình mới mua được đây. Mới mua được cái mã code này các bạn ơi. Các bạn nhập theo mình nhá. Mobile này. Mobile đúng không? Đúng rồi, mobile đấy. Mobile together nhá. Đây. Mobile together nhớ viết hoa nhé các bạn ơi. Mobile together giúp mình, nhớ viết hoa luôn đấy. Không viết hoa là không được đâu. Rồi, nhận quà nhá. Đó, à, gửi uh, thư hộp à uh, nhiều quà đã được gửi đến hộp thư này. Rồi mình sẽ quay ra mình uh, check xem hộp thư nó có nó là cái gì nhá. Đây hộp thư đây, Wow, 30 đá quý các bạn ơi Được 30 đá quý luôn này ờ, Mã cốt hôm nay ít hơn hôm qua Hôm qua được tận 100 đá quý liền Hôm nay được có 30 đá quý thôi rồi, 30 đá quý cũng là nhiều rồi các bạn ơi Các bạn nhớ like và đăng, like và đăng ký kênh giúp mình nhé Để mình uh, uh, có nhiều động lực mình làm video tặng quà cho các bạn nhé Rồi mình sẽ ấn nhận này 30 đá quý các bạn ơi Ờ, chắc mai mai ngày mai mình sẽ mua cái mã nhiều hơn chút cho các bạn nhé mình thấy này 30 mươi quý ít quá hôm qua tận 100 cơ mình nhờ mai mình sẽ mua cái cốt nhiều uh, quà hơn cho các bạn nhá Các bạn nhớ like subscribe kênh giúp mình và nhớ bật uh, chuông thông báo lên để xem clip mới nhất nha Tại vì cái mã cốt này là cái mã giới hạn nha Mình cũng chẳng biết là nó giới hạn bao nhiêu người nữa cơ mình cũng chẳng biết luôn rồi tiếp theo là cái mã cốt thứ hai này Cái mã cốt không giới hạn nha các bạn ơi Đây ờ, Nhập mã thứ hai nha các bạn Mã thứ hai là mã không giới hạn nha Nhập theo mình này Halloween nha Halloween Together Đây mã Halloween Together nha các bạn Cái mã này là mã không giới hạn này Bạn nào mà chưa nhập thì nhập vào nha cái mã này đã xuất hiện từ đầu tháng từ đầu tháng 11. Nhưng giờ này nó vẫn còn sử dụng được nhá. Thì đây là mình đã nhập nhập từ đầu tháng mình làm video cho các bạn mình nhập từ đầu tháng rồi, thì giờ là cái cái này nó báo là gì đây? Coupon này đã sử dụng. Còn các bạn nào mà chưa nhập thì nhớ nhập vào nhá. Tại vì nhiều mỗi ngày là sẽ có nhiều bạn mới xem uh, video của mình và cũng uh, có nhiều uh, bạn chưa nhập cái mã này nên là nhớ nhập vào nhá. Còn giờ thì uh, thời lượng của clip của mình cũng khá uh, khá là dài thôi Thế là uh, chắc mình uh, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo vào ngày mai nha Và mình nhắc lại một lần nữa là các bạn nhớ giúp mình đạt được 3.000 lượt người đăng ký sớm nhất nha Đạt càng sớm thì mình sẽ tăng cái mức quà tặng hàng ngày lên càng càng cao nhá Còn nếu mà cứ dai dẳng lâu không đạt được là mình sẽ không uh, tăng uh, tăng lên nhiều đâu Mình chỉ tăng lên một chút xíu thôi nha Các bạn giúp mình với Nhớ like, subscribe và chia sẻ nhiệt tình giúp mình. Còn giờ thì bye bye các bạn nha. Bye bye.